Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Bích Liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới và xin trân trọng kính chào quý vị khách hàng của hệ thống công ty EV Princess ngày hôm nay. Bích Liên rất là vui được trở lại một lần nữa xin giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty EV Princess. Thưa quý vị, trong thời gian qua quý vị đã yêu mến và quý vị đã tin tưởng, đã dùng qua sản phẩm EV Princess trong suốt 16 năm qua. Bích Liên rất là vui được quý vị đã thương yêu và đã tìm được một cái làn da thật là đẹp, tự nhiên yêu đời mà quý vị đã thành công trong đời sống của quý vị. Quý vị đặt danh cho sản phẩm này là thân dược mang lại sắc đẹp cho làn da người phụ nữ. Mỗi một lần Bích Liên có mặt trên đài luôn luôn quý vị ưu ái và đến với Bích Liên, cho nên Bích Liên rất là vui được trở lại lần này và cũng rất là vinh dự được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên luôn luôn kính gửi lời chào và kính chúc đến tất cả quý vị thật vui, an lành và hạnh phúc trong đời sống của quý vị, đặc biệt là người phụ nữ của chúng ta luôn luôn đẹp hơn, trẻ hơn và thành công hơn trong đời sống của quý vị. Thưa quý vị, trở lại với tất cả quý vị lần này, Bích Liên không giới thiệu bộ sản phẩm EV Princess nữa, nhưng mà Bích Liên sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty EV Princess được mang tên là BL Miracle. Thưa quý vị, sản phẩm EV Princess mà quý vị tìm được làn da đẹp rồi thì sản phẩm BL Miracle này lại càng hài lòng quý vị hơn, bởi vì càng ngày càng tân tiến hơn, càng có thể làm cho quý vị hài lòng hơn sau những năm phục vụ ngành thẩm mỹ này. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm EV Princess. Thưa quý vị, sản phẩm này cũng cùng công ty hệ thống EV Princess mà ra, tuy nhiên càng ngày thì càng thay đổi hơn và có những chức năng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây là bộ sản phẩm hoàn toàn bằng dược thảo, không có hóa chất, cho nên quý vị biết hệ thống công ty EV Princess là cho ra đời những sản phẩm mà những cái nhu cầu khách hàng đang cần là không có hóa chất, vân vân. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Bích Liên xin thưa cùng tất cả quý vị khắp nơi. Quý vị nào cảm thấy là quý vị hài lòng với sản phẩm EV Princess rồi thì Bích Liên tin chắc là quý vị sẽ hài lòng với bộ sản phẩm BL Medical ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bộ sản phẩm EV Medical ngày hôm nay cũng rất là đơn giản, 5 chức năng và tân tiến nhất mà Bích Liên xin có thể thưa với quý vị là quý vị có thể so sánh bộ sản phẩm này với tất cả những sản phẩm khác. Sản phẩm BL Miracle này đứng đầu trên thị trường. Thưa quý vị, đó là có sản phẩm mà Bích Liên xin phép đã nghiên cứu qua và đã cho ra đời, và hàng ngàn khách hàng đã dùng đến sản phẩm này, đã đồng ý với Bích Liên là như những lời Bích Liên đã thưa cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngày hôm nay Bích Liên cũng có thể sơ lược qua để quý vị thấy rằng sản phẩm này nó cũng tương tự như bộ sản phẩm mà quý vị đã dùng trước đây. Quý vị nào chưa an tâm về làn da của mình, chưa hài lòng với làn da của mình và chưa thấy rằng lời nói đi đôi với sự thật thì xin quý vị dùng đến EV Princess, cũng như quý vị dùng đến bộ kem BL Miracle ngày hôm nay thì Bích Liên tin chắc là quý vị sẽ thấy rằng đây là hiệu quả rất là tốt mà Bích Liên mang đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, bộ sản phẩm này với 5 chức năng rất là tân tiến nhất trong đời sống của mình khi cái nhu cầu làn da của mình cần. Thưa quý vị, chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong mỏi có làn da đẹp. Một làn da đẹp là một kho tàng quý giá của người phụ nữ chúng ta. Bích Liên hiểu được điều đó, cho nên Bích Liên luôn luôn lúc nào
cùng trân trọng nó và trân quý với làn da của mình. Bích Liên không chỉ dành cho khách hàng mà trước khi cho sản phẩm ra đời, Bích Liên dùng cho chính bản thân mình, tìm hiểu những hiệu quả của nó. Để rồi Bích Liên rất vui và rất vinh dự được giới thiệu cho khách hàng Bích Liên. Thưa quý vị, những cái sự niềm vui và mong mỏi của quý vị đó là điều mà Bích Liên mong muốn được, cái hạnh phúc đó mỗi ngày khi đến với công việc của mình. Vâng, thưa quý vị, bộ sản phẩm BL Medical này cũng đơn giản thưa quý vị, 7 lọ như là EV Princess Cosmetics trước đây. Như quý vị nhìn thấy trước mặt Bích Liên là một sản phẩm rất đẹp, rất sang trọng, rất quý phái, đứng hàng đầu quốc tế, rất xứng đáng trong tủ mỹ phẩm của từng gia đình quý vị. Không chỉ cái bộ sản phẩm này nhìn bên ngoài đẹp mà kể cả bên trong chất lượng của nó rất là tốt, để mang lại làn da của quý vị đẹp. Thưa quý vị, trên thị trường thì ai cũng có thể nói hay, nói giỏi, nói tài, nhưng cái hiệu quả hay không đó là điều mà quan trọng, chính quý vị mới biết được điều đó. Tuy nhiên Bích Liên ngồi đây, Bích Liên có cái sự quan tâm đến và Bích Liên có trách nhiệm nói thật và hiệu quả thật. Bích Liên xin phép quý vị một điều quan trọng mà Bích Liên không quên. Bích Liên bảo đảm 100%, nếu quý vị dùng sản phẩm này mà không hiệu quả, Bích Liên hoàn toàn trả lại cho quý vị 100%. Không có phải rằng sản phẩm này không hiệu quả là Bích Liên giới thiệu quý vị, cho nên quý vị cứ an tâm mà dùng. Quý vị đã tin tưởng hệ thống công ty Thiên Vương Sách trong suốt 16 năm qua, đến với Bích Liên Beauty Care đã trên 25 năm trong ngành thẩm mỹ này rồi. Cho nên Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm mới nhất đã từ cũng hệ thống công ty Intervinsex ra đời là BL Medical. Thưa quý vị, đó là Bích Liên gọi tiếng Việt mình nôm na là thần dược mang lại sắc đẹp cho làn da. Đó là cái điều mà Bích Liên mong mỏi quý vị lúc nào cũng liên tưởng đến nó. Thần dược mang lại thì lúc nào quý vị mong mỏi cũng sẽ có làn da đẹp. Thưa quý vị, trước hết thì quý vị cũng như thường lệ là quý vị phải có rửa mặt buổi sáng nè. Vâng, thưa quý vị, khi mà quý vị rửa mặt buổi sáng thì quý vị phải có làn da trẻ hơn. Khi mà quý vị rửa mặt sạch thì quý vị cũng cho vào một cái loại nước được tạm gọi là hoa hồng, nhưng mà không phải là hoa hồng đâu thưa quý vị. Nó có nhiều chất bồi bổ cho làn da, có nhiều loại vitamin hơn là những sản phẩm khác, để rồi quý vị có làn da thật là đẹp, mịn hơn, nhẹ nhàng hơn, và lỗ chân lông của quý vị khích lại để quý vị sẵn sàng hấp thụ những cái loại kem bồi bổ nhất cho ban ngày, để chống lại cái sự ô nhiễm môi trường khi quý vị ra ngoài, ở trong nhà dưới ánh đèn hay là trời lạnh, hoặc là quý vị có thể làn da mình cả đêm mình đã bồi bổ ban đêm rồi, ban ngày thì mình phải chống lại cái sự làm việc của mình khi mình phải đi làm việc hoặc là trong nhà cũng có nhiều công việc đó. Cho nên hai cái sản phẩm đầu tiên quý vị phải rửa mặt cho sạch làn da, để lỗ chân lông của mình nó sạch hơn, nó không có tích tụ những cái ô nhiễm trên làn da, kể cả chất độc trên làn da của quý vị để lại trong một buổi tối. Quý vị cho một lọ kem softening lotion. Thưa quý vị, softening lotion có nghĩa là làn da mình mịn hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể dễ thương hơn khi mà mình rửa sạch và cho nó vào. Đó là hai cái sản phẩm này quý vị có thể dùng tối và buổi sáng. Trước khi đi ngủ quý vị dùng, và ban ngày quý vị dùng trước khi quý vị thoa lên những lọ kem để bồi bổ và chuẩn bị cho ban ngày làm việc của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì Bích Liên xin phép quý vị cho ban ngày thì chúng ta cũng cho một loại kem làm sao cho nó dưỡng da, có độ ẩm của mình, kích thích làn da để mang lại cái làn da trẻ hơn, mịn màng hơn, và quý vị cảm thấy dễ chịu cho một ngày quý vị làm việc. Nếu chẳng may mà quý vị dùng một loại kem nào mà ban ngày mà quý vị không có thể cảm thấy comfortable, dễ chịu đó, thì mình làm việc cũng không có thoải mái. Tuy nhiên sản phẩm này nó làm cái làn da của quý vị nhẹ nhàng hơn, mịn màng hơn, và thậm chí càng ngày dùng quý vị cảm thấy trẻ trung hơn. Thì quý vị trẻ trung thì quý vị cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Vâng, thưa quý vị dùng sản phẩm này lên và sau đó quý vị cho vào một cái loại sản phẩm có cái chút xíu màu, mà trong cái màu đó nó làm nhẹ nhàng hơn, mình không có phải đánh trang điểm dày để che đi những tì vết trên làn da của quý vị. Thì quý vị dùng lọ kem ban ngày lên, rồi quý vị có thể đi ra ngoài. Trong cái kem ban ngày nó có một số về cái độ chống nắng đó, có nghĩa là không chỉ là chống nắng không mà kể cả chống nóng nữa thưa quý vị. Đó là cái điều mà quý vị an tâm
cho quý vị dùng mà quý vị đi ra ngoài đường, hoặc là quý vị có thể đi làm việc, quý vị có thể ở trong nhà, khi mà quý vị nấu bếp thì nó cũng bảo vệ rất nhiều. Trong nhà có những người thường bảo rằng mình ở trong nhà mình không cần đến những loại kem này, nhưng mà thưa quý vị rất là cần, bởi vì cái không khí trong nhà nó cũng có những cái độ ẩm, độ nóng, rồi trời lạnh thì chúng ta mở máy sưởi, còn mùa hè đó thì mình mở máy lạnh, những cái độ đó nó có thể làm ảnh hưởng đến làn da của mình rất là nhiều. Khi mình làm việc cũng có những cái ánh đèn UVA và UVB khi mà đi ra ngoài, đó là cái điều mà chúng ta nên dùng để chúng ta bảo vệ và bồi bổ sức khỏe của chúng ta một ngày. Cho nên Bích Liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị bộ kem BL Miracle. Và ban đêm cũng như tuần lễ, quý vị dùng hai loại này cho Bích Liên rửa mặt để tất cả bụi bặm cả ngày nó đã bám vào làn da của quý vị rồi, thì quý vị cho thêm cái softening lotion để làn da của mình mềm hơn, mịn hơn, nhẹ nhàng hơn, để sẵn sàng hấp thụ những loại kem ban đêm bồi bổ khi giấc ngủ mình yên rồi đó, thì làn da mình có những bồi bổ đó thì làn da mình có những cái chức năng cao hơn, trẻ hơn, mình giữ được cái thời gian đó. Có những người cho rằng nếu mình đi ngủ đó, mình dùng sản phẩm vào, kem vào thì lỗ chân lông của mình không thở được. Đó là cái điều không có đúng thưa quý vị, bởi vì khi mình ngủ giấc ngủ mình yên thì làn da mình rất là cần thiết những sản phẩm đầy đủ chức năng, có khả năng làm sao mang lại làn da quý vị trẻ hơn. Và sau khi một giấc ngủ bình yên như vậy đó thì quý vị cảm thấy da rất là đẹp và rất là trẻ, cho nên quý vị nên dùng và dùng phải đều vào ban đêm. Vâng thưa quý vị, ban đêm thì sau khi dùng hai lọ kem rửa mặt và softening lotion để làn da quý vị sạch sẽ nè, rồi mịn màng nè, rồi săn chắc, thì quý vị dùng một lọ kem tẩy nhẹ đi những tì vết trên da của quý vị, tẩy đi những thời gian mà chúng ta đã đi qua, chẳng hạn như da chết nè, không cần thiết nếu quý vị có tàn nhang hay nám hay đồi mồi, không cần thiết điều đó. Tuy nhiên làn da của chúng ta có mỗi một ngày, mỗi cái tế bào chết nó ra, thì mình dùng sản phẩm tẩy nhẹ này, nó gọi correction thưa quý vị, corrector là thay đổi cái làn da của mình, để làn da chết nó đi đi rồi trở lại, trả lại cho mình một làn da trẻ trung hơn, mịn màng hơn và tươi mát hơn sau một đêm ngủ thưa quý vị. Cho nên quý vị dùng lọ kem này vào làn da, chấm đều với làn da của mình, rồi quý vị để vào có thể một phút thôi, thì quý vị cho một lọ kem nữa, nó brightening và nourish ban đêm, có nghĩa là nó làm làn da của quý vị sáng hơn và bảo vệ bồi bổ làn da của mình vào ban đêm, thì quý vị cho vào đều với gương mặt của quý vị, thì là lúc đó quý vị có thể ngủ cả đêm, thì làn da của quý vị có đầy đủ chất bổ bồi bổ cho làn da của mình. Sau một đêm dài quý vị thức dậy sau khi rửa mặt buổi sáng, quý vị sẽ thấy làn da của quý vị hiệu quả ngay tức thời. Đó là cái điều chính bản thân Bích Liên thấy. Còn đêm nào mà quý vị có lười đi nữa, quý vị không dùng kem, thì quý vị để ý cho Bích Liên, sáng ngày mai thức dậy quý vị sẽ không có một làn da như quý vị mong muốn. Đó là cái điều mà chính bản thân Bích Liên đã dùng qua và bao nhiêu người khách hàng đã biết như vậy. Quý vị cảm thấy rằng đối với quý vị làn da không cần thiết thì quý vị thấy mỗi một ngày nó chồng chất đó, thì làn da của quý vị không thể nào như quý vị mong đợi cả. Cái tuổi đời của mình sau khi 25 tuổi trở đi thì bắt đầu lão hóa. Tuy nhiên quý vị không có một cái sản phẩm đầy đủ chức năng thì không thể nào kéo lại cái thời gian và chậm lại cái sự lão hóa cả. Cho nên Bích Liên rất là vui để ra đời một sản phẩm tân tiến nhất và hiệu quả nhanh chóng nhất mà an toàn nhất trong thời gian. Cho nên quý vị đến với Bích Liên, quý vị sẽ thấy sản phẩm BL này mang lại cái hiệu quả mà quý vị mong muốn. Có rất là nhiều khách hàng đã chia sẻ với Bích Liên là khách hàng rất là muốn đẹp nhưng mà không muốn dùng sản phẩm. Tuy nhiên cái điều đó là sai thưa quý vị, mình không phải là một đứa bé mới sinh ra đời. Quý vị sinh ra đời khi còn bé thì da còn trẻ, nhưng mà thời gian nó làm đi cái cằn cỗi, nó có thể giết chết những tế bào da của mình, và sau đó quý vị không còn làn da trẻ như em bé nữa. Nhưng khi vào quý vị dùng sản phẩm này, tại sao quý vị có nghe rất nhiều lần những người khách hàng gọi vào trong những chương trình show của Bích Liên đó, họ bảo rằng khi mà họ dùng sản phẩm của hệ thống công ty EV Finsex thì làn da của họ trẻ hơn như là em bé vậy đó. Vâng thưa quý vị, đó là cái điều, một niềm vui mà khách hàng đã từng chia sẻ quý vị. Bởi vì sau khi trẻ quý vị làn da đẹp,
Nhưng mà càng dần mà quý vị không có dùng sản phẩm thì làn da quý vị trở thành người già và xấu đi. Nhưng quý vị dùng sản phẩm EV phân sách này, Bích Liên tin chắc quý vị sẽ có một làn da như thời còn trẻ thưa quý vị. Đó là cái điều Bích Liên rất là vui để phục vụ quý vị trong ngành thẩm mỹ, đặc biệt là với những bộ sản phẩm mà Bích Liên đã nghiên cứu qua và đã từng cộng tác với rất nhiều bác sĩ pha chế làm sao mang lại cái hiệu quả cũng như sự mong muốn của tất cả quý khách hàng khắp nơi đang kỳ vọng ở nơi Bích Liên. Cho nên Bích Liên rất là muốn vinh dự để giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm tân tiến nhất, hiệu quả nhất và mới nhất của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Phánh Sách. Quý vị có thể vào website để biết thêm chi tiết là www.evprincesscosmetics. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại miễn phí của hệ thống công ty EV Princess tại Mỹ là 1-800-918-3017. Vâng thưa quý vị có thể đến địa chỉ tại Việt Nam là 35 đường 3 tháng 2 quận 10 với số điện thoại là 093-271-1905, 093-271-1905. Đó là những nơi tại Việt Nam cũng như tại Mỹ quý vị có thể gọi vào và quý vị có thể đến nơi để nhìn thấy sản phẩm mới, hiệu quả của nó như thế nào. Bích Liên rất là vui mỗi khi Bích Liên trở lại đài thì quý khán thính giả khắp nơi đều theo dõi và lúc nào quý vị cũng ủng hộ Bích Liên trong những chương trình. Tuy nhiên sau những chương trình mà những ngày đặc biệt thì Bích Liên cũng sẽ trở lại và có những cái chương trình promotion rất là đặc biệt mà quý vị đang mong chờ. Quý vị đừng bỏ qua bộ sản phẩm mới nhất, tân tiến nhất và hiệu quả nhất của hệ thống công ty EV Phánh Sách. Và lần nữa Bích Liên xin cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý khán giả khắp nơi và chúc quý vị thật vui hạnh phúc bên người thân của mình, đặc biệt là người phụ nữ luôn luôn lúc nào quý vị cũng có làn da đẹp, quý vị tự tin hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ